là có tiềm năng phát triển lớn lao cho Việt Nam, đã lôi cuốn các hãng dầu ngoại quốc vào hợp tác đầu tư sản xuất, tạo ra một nguồn ngoại tệ có thể giúp Việt Nam từng bước thoát khỏi các nguồn viện trợ, đặc biệt là viện trợ từ Hoa Kỳ. Do đó, từ ba cái yếu tố trên, chúng ta thấy rằng Việt Nam sẽ lần lần xây dựng một Việt Nam Cộng Hòa, một nền kinh tế độc lập, làm nền tảng cho chủ quyền quốc gia, phát triển căn bản trên tiềm năng hiện có, không lệ thuộc vào các sự chỉ huy độc tôn, chuyên quyền của một đảng phái chính trị nào cả. Xin hết. Chúng tôi mời tiến sĩ Cô Huy Hồng Vũ. Cái câu hỏi nói là nếu Việt Nam Cộng Hòa không rơi vào tay Cộng sản Việt Nam thì tôi cho là quan điểm tôi là không đúng, bởi vì là ngay trong hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa thì có ghi một trong mục tiêu là thống nhất đất nước, hiến pháp nó số 7 của Việt Nam Cộng Hòa này. Thì về phía Cộng sản còn hơn như thế nữa, tức là từ năm 45 là luôn luôn đặt vấn đề phải thống nhất đất nước, chế độ chính trị. Quan điểm của tôi là ở Việt Nam, trong cuộc chiến tranh Việt Nam, đó là cái sự xung đột giữa Cộng sản và chống Cộng sản. Nhưng mà quốc gia Việt Nam nó chỉ có một, quan điểm tôi là thế. Và chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng quan điểm như thế. Cho nên là đấy là cuộc chiến tranh là sẽ có bên thắng, bên thua. Nhưng cái lợi chung cho toàn dân tộc Việt Nam là đất nước thống nhất. Và tôi nói khẳng định lại là cái cuộc nội chiến hay là phân ly Nam Bắc hay là giữa nhiều vùng miền rồi cuối cùng đi đến thống nhất, nó không phải là diễn ra trong thế kỷ 20. Từ thế kỷ thứ 19, ông Đinh Bộ Lĩnh, 12 sứ quân đánh nhau loạn xạ, cuối cùng ông Đinh Bộ Lĩnh thống nhất được, thế cuối cùng là để mà trở thành ông Đinh Tiên Hoàng. Thế rồi sau đó phân tranh Lê Mạc, rồi sau đó mọi người quá biết cái cuộc gọi là phân tranh Trịnh Nguyễn, rồi ngay cả giữa Nguyễn và Nguyễn Huệ nữa. Đấy, để rồi cuối cùng là ông Nguyễn Ánh, tức sau này trở thành vua Gia Long đấy, thì ông đã thống nhất được quốc gia. Thì để nói nhìn vào lịch sử Việt Nam ấy, cái chuyện mà nội chiến đất nước cũng bị cắt ra là nhiều phần của các nhóm quân phiệt để mà thống trị, nhưng mà cuối cùng đi đến thống nhất. Vậy thì cái cuộc mà chiến tranh Việt Nam hay chiến tranh Bắc Nam nội chiến, tất nhiên về mặt chính trị chúng ta nói rồi, đấy là giữa chống cộng và cộng sản, ví dụ là như thế. Thì rồi cũng đi đến cái thống nhất quốc gia Việt Nam thôi. Việt Nam đã từng thống nhất trong lịch sử thì Việt Nam cũng thống nhất trong hiện tại, và nếu sau này có phân ly thì vậy tiếp tục thống nhất. Đấy là cái chân lý là tôi khẳng định là trường tồn vĩnh viễn là tính thống nhất của cái nước Việt. Thế thì trong khi giai đoạn chiến tranh Việt Nam thì kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì bên Việt Nam Cộng Hòa về mặt quân sự mà nói và về mặt khách quan mà nói thì đã là bên bị lực lượng Cộng sản Việt Nam đánh bại. Thế thì bây giờ tôi trở lại chính lại cái câu hỏi đây. Tuy nhiên nếu chúng ta giả dụ rằng nếu như cho đến bây giờ vẫn còn Việt Nam Cộng Hòa, vẫn còn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa miền Bắc, chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam, thì tình hình nó sẽ ra sao? Thì tôi có thể khẳng định mà tất cả mọi người đây thấy rõ là Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam chúng ta, tôi tin rằng là không thể bị Trung Quốc xâm lược được. Bởi vì lúc ấy là quân lực Việt Nam Cộng Hòa dù thế nào cũng được hậu thuẫn trực tiếp và hùng hậu của chính quyền Mỹ, của hạm đội Mỹ, thì Trung Quốc không có một cái cơ hội nào để chiếm một cái Hoàng Sa của chúng ta vào năm 1974 và tiếp tục đánh chiếm một bộ phận của Trường Sa chúng ta vào năm 88 và đang chuẩn bị đánh chiếm tiếp một cái Trường Sa của chúng ta sau khi mà trong 1-2 năm tới Trung Quốc đã hoàn thành những cái pháo đài của Trung Quốc ở trên Biển Đông bằng cách xây dựng những cái đảo nhân tạo. Dạ vâng. Cho nên kết luận lại, nếu như mà cái tình trạng mà Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn song song tồn tại, Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì cái lợi về ít nhất về cái lợi đối với cái dân tộc Việt Nam nói chung
đó là Hoàng Sa và Trường Sa chúng ta không thể bị xâm phạm bởi Trung Quốc. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Cù Huy Hồng Vũ. Và thế kỷ thứ 19, Đinh Bộ Lĩnh chết 1.000 năm rồi. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục mời diễn giả Lý Thái Hùng ạ. Tôi hiểu cái câu hỏi này đó là Việt Nam Cộng Hòa nếu không độc sản, có nghĩa là cái Hiệp định Paris được tôn trọng cách nghiêm chỉnh và Cộng sản Bắc Việt đã không mở cuộc xâm lăng để cưỡng chiếm Việt Nam vào 30 tháng 4 năm 1975. Và nếu trong cái trạng thái đó, tôi nghĩ rằng là miền Nam Việt Nam vẫn phát triển tốt đẹp, mặc dù phải chấp nhận nói chuyện với Mặt trận Giải phóng Việt Nam, nhưng vào lúc đó với một cái tình trạng chính trị trưởng thành của miền Nam với những cái đảng phái và cùng sự hợp tác chính quyền, tôi nghĩ rằng là miền Nam sẽ được ổn định với một cái thể chế mới dân chủ đa nguyên và với một kinh tế và được phát triển giống như tiến sĩ Ba Tiến Thuyết bà trình bày đó, thì tôi nghĩ nó sẽ có những cơ hội phát triển giống như trường hợp Nam Hàn với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ. Và đương nhiên với sự hậu thuẫn Hoa Kỳ và có một chính quyền độc lập ở miền Nam, mà miền Bắc á, đương nhiên họ phải trở về, họ phải xây dựng, thì khi đó đó đất nước có thể bây giờ 40 năm có thể nó tiến hành một sự thống nhất trên một cuộc tổng tuyển cử nào đó chưa biết chứng. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái hệ quả tấn công của miền Nam mà do Cộng sản tiến hành đó, đã phá nát tất cả những cái gì mà người Việt Nam chúng ta mong đợi. Dạ vâng, cảm ơn diễn giả Lý Thế Hùng. Chúng tôi muốn nói cái ý của câu hỏi là đúng như cái lời diễn giả Lý Thế Hùng nói, có nghĩa rằng nếu Cộng sản Việt Nam, miền Nam Việt Nam vẫn độc lập và không bị Cộng sản Việt Nam xâm lược thì bây giờ sẽ đến mức nào. Đó cũng là cái điểm nhấn trong chủ đề 40 năm nhìn lại của chúng tôi. Được. Thì bây giờ chúng tôi mời tiếp tục ông Lê Phước Minh ạ. Dạ. Thì bởi vì nãy tôi thấy thì gì vậy đó, giờ tôi nghe nói vậy thì nó đi một cái gì, một cái giả tỷ mà. Thấy không? Giả tỷ mà. Rồi xong. Giờ nãy tôi thấy Cù Huy Vũ nói những điều tính thống nhất. Đúng. Cả Việt Nam và dân tộc Việt Nam ai cũng muốn thống nhất hết. Nhưng mà hỏi cái trả cái giá thống nhất của Việt Nam có đáng không? Dạ hỏi Đức nó thống nhất, nó có đổ giọt máu nào không? Cũng được thống nhất phải không? Tại sao miền Nam Việt Nam bao hy sinh, bao nhiêu sinh mạng, hàng triệu cả đất miền Nam? Do ai chủ trương? Hồ Chí Minh. Ai? Là Cộng sản quốc tế. Không đúng rồi. Theo Thành thấy hãy nhìn rõ từ cái vấn đề hơn. Thành đừng nghĩ rằng là ai thế này thế kia. Chẳng hạn nói về độc lập chính trị, tôi xin lỗi, Cộng sản làm sao mà nó độc lập chính trị? Chủ nghĩa Cộng sản nó chi phối tất cả mọi chế độ mà. Mà Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc. Dạ vâng. Sao? Phát thì cười hết tài, sao có nói cất vậy? Cười hết tài. Những giả dân thì em yên tĩnh hết rồi. Để thành thử cho tôi nói thế này nè. Hãy nhìn rõ lịch sử đi. Hồ Chí Minh mà lúc mà trao 54 đó, một tờ báo của Pháp hỏi đó giờ, nếu gì thống nhất độc lập, ông có chấp nhận, thấy không? Ông chấp nhận cái trung lập để mà thống nhất không? Ông trả lời cho bác à, ông đừng quên tôi là người Cộng sản. Nếu bà con có đọc lên đọc cả tài liệu cũ đi, thấy thì thành nhìn rõ vấn đề bản chất của Hồ Chí Minh là thế nào. Nó thành thử ra tôi thật sự tôi đọc nhiều lịch sử, tôi đọc nhiều tài liệu lắm. Đó. Thành thử ra giờ đừng có nói là thế nào hết, tôi hỏi vậy đặt ra cái đề thống nhất, tôi tất cả dân tộc Việt Nam từ trẻ tới bé ai cũng muốn thống nhất hết á. Nhưng mà chẳng hạn giả tỷ như giờ cái Hồ Chí Minh đừng có xâm lấn vô, thấy không? Đừng xâm lấn thì đất nước cũng thống nhất phải không? Có đổ giọt máu nào không? Đó, thành thử đâu tôi nói để cho anh em rõ được vấn đề không? Em chứ tôi không phải là để mà tôi cấu binh giật hay là tôi đã phá Cù Huy Vũ và tôi đã phá hay sao đó. Cảm ơn diễn giả Lê Phước Minh. Nhưng mà chúng tôi cũng phải nói một điều này là
Chúng tôi không để dành thời giờ cho cụ Huy Vũ để phát biểu nữa, nhưng mà khách mời khoan mà nói hồi nãy giờ thì ông Lê Phát Minh không trả lời vào nếu Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay Cộng sản Việt Nam, không rơi vào tay Cộng sản Việt Nam thì như thế nào, mà chỉ tập trung tập trung vào cái chuyện là ý kiến chuyện thống nhất hay không thống nhất. Tuy nhiên chúng tôi cũng phải nói lại chỗ là hồi nãy đến giờ tiến sĩ luật cụ Huy Vũ không có ca ngợi hay là đồng ý cái cuộc chiến, ủng hộ cuộc chiến để thống nhất đất nước, mà ông chỉ nói rằng là rồi cũng sẽ đi đến thống nhất đất nước, chứ không phải tiến sĩ Huy Vũ là cái chuyện là xuất quân đánh vào miền Nam là đúng. Chúng ta phải hiểu một cách rất rõ để cho khỏi hiểu lầm. Tuy nhiên chúng tôi tôi khẳng định lại một lần nữa là không có cái chuyện xâm lược vào ngày 30 tháng 4. Đó là cái cuộc chiến nội chiến thì một bên thắng, một bên thua. Là về mặt quân sự. Wow. Không, mọi người không đồng ý thì chúng ta có thể giữ trật tự để chúng ta im lặng bởi ngay. Bởi vì, ngay trong tôi nhắc lại, hiệp định nào thì hiệp định theo hiến pháp của ngay Việt Nam Cộng Hòa, mục tiêu là thống nhất đất nước. Thế mục tiêu thống nhất đất nước là gì? Là có thể bằng biện pháp bạo lực, bằng quân sự, có thể bằng biện pháp hòa bình, nhưng mà nếu như mà xóa coi như là không trên cả một cái quốc gia Việt Nam chỉ có một chính quyền thôi, không phải hai chính quyền như là Nam Bắc trước năm 75. Thế cái chuyện đó là cái chuyện cả bên miền Nam cũng chấp nhận, đấy là cái chuyện đương nhiên rồi. Cho nên không thể dùng cái từ xâm lược. Là một cái thứ hai nữa, tôi khẳng định lại, Việt Nam là một quốc gia toàn vẹn và thống nhất, chứ không phải là hai quốc gia. Ở đây tôi tôn trọng các quan điểm chính trị của tất cả mọi người, nhưng khi mọi người nói rằng là năm 30 tháng 4 năm 75 miền Bắc xâm lược miền Nam, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xâm lược miền Nam, tức là đặt Việt Nam Cộng hòa trở thành một quốc gia, thế thì cái miền Bắc của Việt Nam là bỏ cho ai? Có phải không phải còn là của Việt Nam nữa không? Hay nó thành ra, tôi cho rằng là cái quan điểm mà phân ra, tôi chỉ cho rằng là có sự xung đột giữa hai thể chế chính trị, giữa Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo Cộng sản ngoài Bắc. Hai chính trị, thể chế chính trị đối kháng, nhưng là trên một quốc gia, chứ không phải là hai quốc gia. Như vậy thì rút lại vấn đề đó. Có một quốc gia. Rút lại vấn đề, chúng em hỏi câu này để chúng ta đóng lại cái vấn đề này. Hoặc xâm lược. Chúng ta đóng lại chỗ này là, bây giờ chúng ta rút lại để chúng ta đóng lại chỗ này là, ông có ủng hộ cái cuộc chiến đấy không ạ? Tôi thì tôi khẳng định là thế này, là như cái câu tôi trả lời là nếu như cuộc hiệp thương mà đã được tiến hành năm 1956 ấy, thì rất có thể chúng ta đã tránh được một cuộc chiến mà ngay cho cả chính quyền Mỹ đưa quân vào rồi cuối cùng cũng phải thất bại trong cuộc chiến tranh. Nhưng mà tôi nghĩ phải là thua. Cho nên bây giờ chúng ta quan điểm của tôi rằng là tôi muốn thống nhất một cách hòa bình, một cách phi bạo lực, nhưng bây giờ tình hình nó đã xảy ra như thế này rồi, thì mục tiêu của chúng ta là bây giờ chúng ta có cả miền Bắc lẫn miền Nam liền một giải, là một cái quốc gia Việt Nam thống nhất, thì bây giờ vấn đề còn lại cuối cùng là bỏ cái chế độ độc tài của Đảng Cộng sản ở tại Việt Nam để thiết lập chế độ dân chủ đa đảng theo đúng nghĩa mà thôi, và bảo quyền con người. Dạ vâng, chúng tôi xin mặc phép chúng ta chấm dứt cái chủ đề này, và bây giờ chúng tôi sẽ nhường vài phút cho thông tin thương mại. Trước khi chúng tôi chuyển đến quý vị phần tiếp theo, chúng tôi xin